Thưa chị, trong cái mùa dịch đang có những cái diễn biến phức tạp thì bản thân em là một người mẹ, em cũng rất là hoang mang. Mình không biết là nên dạy con như thế nào. Tại vì trẻ ở nhà một thời gian dài mà mình cũng không thể là cấm trẻ coi tivi, rồi cũng không biết cách dạy làm sao cho con để nó vừa khoa học mà vừa giúp cho con nó thoải mái hơn. Thì thưa chị, trong cái mùa dịch này thì chị có lời khuyên nào dành cho các bậc cha mẹ cảm thấy mình tự tin hơn? Cá nhân chị thì chị được nghe rất là nhiều những lời than phiền cũng như là những câu hỏi từ các bậc phụ huynh: làm gì với con mùa dịch đây, làm sao để con có những ngày ở nhà vừa vui nhưng vừa có ý nghĩa, chứ nếu mà chỉ cho nó chơi không thì lại sợ nó quên bài vở, mà bắt nó học thì nó lại căng thẳng. Và đúng như là Trang nói đó, vấn đề là xem tivi là một vấn nạn. Tivi này, iPad này, máy tính này, thì Thúy thường chia sẻ với các bậc cha mẹ là quan trọng nhất là giữ được cái không hòa khí trong gia đình, bố mẹ vui con vui, đấy là ưu tiên số 1. Vì thực ra mùa dịch bệnh này là cái tâm lý của chúng ta, nó quyết định cái hệ miễn dịch của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ tập thể dục hay ăn uống đầy đủ thôi mà quên mất là phải làm sao vui vẻ, thì chúng ta đã đánh mất đi 50% cơ hội có sức khỏe tốt. Sức khỏe tinh thần nó phụ thuộc vào tâm trạng của chúng ta. Nên điều số 1 là bố mẹ vui, bố mẹ bình an, và để làm cho con có được niềm vui. Cho nên hết sức tránh la mắng quát nạt con, nhất là với trẻ khoảng từ 0 đến 6 tuổi hay là đến khoảng tiểu học, thì chúng ta phải coi trọng cái giờ chơi của con. Chơi cùng ba mẹ, đi thể dục cùng ba mẹ, chơi đồ chơi, làm những cái hoạt động mà làm sao để con có những cái giờ phút chất lượng vui vẻ bên cha mẹ cũng như là bên anh chị em trong nhà. Tôi rất mong quý vị hãy 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 mix cái gọi là linh hoạt cái giờ chơi và giờ học, để chơi với học là một. Thì đấy chính là cách mà chúng ta sử dụng thời gian tốt nhất trong mùa dịch. Ở đây có Hồng là một người mà vừa là mẹ nhưng vừa là một người sáng tạo đồ chơi. Thúy biết là Hồng có cái bộ đồ chơi Happy Kibu lâu rồi, và bộ đồ chơi này rất là tuyệt vời, có thể giúp cho trẻ và cha mẹ gắn kết và chơi đùa cùng nhau. Thì Hồng tư vấn thêm sẽ sản phẩm đồ chơi nào mà phù hợp với ba mẹ trong cái mùa dịch này có thể cùng con chơi và sử dụng tốt nhất cái thời gian vừa học vừa chơi. Đúng là đồ chơi là món ăn tinh thần của trẻ, cho nên chính vì vậy sản phẩm mà Happy Kibu là một cái giải pháp đồ chơi giáo dục dành cho ba mẹ chơi cùng con, và đặc biệt là mình thấy rất phù hợp trong mùa dịch này. Bởi vì cái thời gian mà với bố mẹ trước đây á, thì thời gian bận bịu cho công việc rất là nhiều, nhưng mà thời gian bây giờ ở nhà và hạn chế đi ra ngoài thì đây là thời kỳ rất là vàng để mà mình có thể là mình có cơ hội để mình chơi cùng con. Thì với cái sản phẩm Happy Kibo là cái sản phẩm mình hướng đến cái sự hạnh phúc. Hạnh phúc này ở đây không chỉ rằng là đứa trẻ hạnh phúc mà là bố mẹ cùng hạnh phúc. Và trong quá trình bố mẹ hạnh phúc, để bố mẹ có thể chia sẻ cái năng lượng hạnh phúc của bố mẹ cho đứa trẻ, thì với cái giải pháp đồ chơi Happy Kibo, công cụ đồ chơi nó chỉ là một cái phương tiện để mà bố mẹ kết nối với con. và trong đó nó có những cái quyển sách để mà kiến thức để làm sao cơ bản để bố mẹ hiểu là bố mẹ là một người hạnh phúc thì cần quản lý cảm xúc như thế nào, và quan trọng là một đứa trẻ hạnh phúc thì nó cần những điều kiện như thế nào. Cho bố mẹ hiểu thêm nữa là cái việc mà mỗi đứa trẻ nó có một cái tiềm năng bên trong, và đây là cái môi trường rất là tốt để cho bố mẹ khám phá cái khả năng bên trong của con mình thông qua 8 loại hình trí thông minh. Bởi vì có những trí thông minh là nổi trội, nó được thể hiện ra rất là rõ, nhưng có những trí thông minh mà con đã có sẵn nhưng không có môi trường để kích hoạt thì vô tình nó sẽ mất đi. Bởi vì nó không phải là dựa trên cái yếu tố gen di truyền của ba mẹ là một phần, nhưng môi trường tác động thì nó có sẽ thay đổi và nó hình thành nên cái trí thông minh đó. Thì cái giải pháp của Happy Kibo là một cái giải pháp mà là mẹ phải là người chủ đạo trong cái trò chơi này. Và đồ chơi này không phải là dành cho trẻ mà dành cho ba mẹ. Ba mẹ sẽ sử dụng cái đồ chơi này giống như một công cụ, một cái phương pháp, một cái giáo trình nhỏ mà gọi là mình là người thầy để dạy con ở nhà. Và trong đó cũng đưa ra những cái triết lý về phương pháp giáo dục của Montessori. Bởi vì theo bà Montessori thì bà cho rằng đứa trẻ nó được phát triển tự nhiên theo đúng khả năng của nó, và người mẹ phải là cái người kiên nhẫn. Bởi vì cái sự kiên nhẫn của người mẹ cũng rất là quan trọng. Bởi vì không phải đứa trẻ nào nó cũng như ý mình muốn. Nếu như mà mình cứ kỳ vọng theo như ý mình muốn thì đôi khi mình làm mất đi cái khả năng của con. Và chính bản thân chúng ta phải hiểu con như thế nào. Và với cái bộ đồ chơi này, qua ba cái quyển sổ thì từng bước bố mẹ sẽ hiểu cách và cách nói như thế nào để cho đứa trẻ được tự do là chính trẻ.
Trang cũng thấy là trong cái hành trình của mình thì hành trình làm mẹ là hành trình nó vất vả nhất, tại vì mình không có kiến thức, mọi điều nó rất là mới mẻ, nhưng cũng là hành trình hạnh phúc ạ. Và Trang cũng rất là tâm đắc với Hồng, tại vì cái món đồ chơi này nó gắn kết được mẹ con, ba con với nhau để tạo nên những cái gia đình nó đầm ấm hơn, và thứ hai nữa là mình có thời gian bên con, nó thật sự hạnh phúc. Vậy thì Hồng có thể chia sẻ cụ thể hơn cho Hằng như là các bé chơi làm sao, rồi cái giá trị mà mỗi cái sản phẩm mang lại để giúp cho bố mẹ cảm thấy là làm bạn với con nó đơn giản chứ nó không khó khăn như chúng ta nghĩ hồi đó giờ ạ. Thì cái thói quen của mình á, tức là Hồng Hồng hay thường chơi với con, thì Hồng cũng trải nghiệm, Hồng cảm giác rằng là đôi khi mình cũng bị làm theo bản năng. Và mình, một đứa trẻ mà của mình mấy chục năm trước, một đứa trẻ rất là bản năng, thì đôi khi mình cũng đang dạy con theo bản năng luôn. Đôi khi là mình muốn con làm theo cái này mới đúng này, thì đó là bản năng. Giải pháp đồ chơi của Happy Kibo thì sẽ hướng dẫn cho cách của mình phải kiên nhẫn, và mình không được áp đặt cái suy nghĩ của mình. Đôi khi trẻ làm như vậy trẻ sẽ đúng, mà mình cứ nghĩ mình đúng. Đó là cái mà đặc biệt ở trong đây. Mình chơi và nó chơi trong cái sự tự do, thì nó lại phát huy cái tiềm năng của nó rất là rõ. Thì nó tổng cộng là 8 trí thông minh. Mỗi cái trí thông minh thì cái cách chơi sẽ hướng theo cái trí thông minh đó. Và qua cái việc chơi thì bố mẹ sẽ thấy con của mình năng lực ở đâu. Và khi mình biết năng lực mình ở đâu, tự nhiên mình cũng hạnh phúc nữa. Chứ là Hồng trải nghiệm cái cảm giác mà cả hai mẹ con cùng hạnh phúc. Vì con hạnh phúc vì con biết là mình có khả năng đó. Còn mẹ hạnh phúc là mẹ nhận biết con của mình như thế. Như vậy thì bắt đầu là Hồng quan sát, và Hồng bắt đầu Hồng tạo điều kiện cho con của Hồng phát triển cái trí thông minh logic. Nếu ngay từ thời điểm này mà được phát triển trí thông minh logic tốt, thì có phải cơ hội của con nó trở thành tài năng trong tương lai rất là cao. Thì đó là cái mà chia sẻ. Thì cái việc mà chơi ở đây có rất là nhiều hướng dẫn cụ thể, nên nói với con những lời tích cực như thế nào, và trong quá trình chơi thì cho con tự do như thế nào, và quá trình chơi cho con trung thực như thế nào, thì mẹ cũng hay gọi tên cái đó ra để cho con nhận ra cái giá trị sống. Nó sẽ hình thành nên cái suy nghĩ, cho nên lúc này là mẹ cũng tạo thói quen, thay vì con trung thực nghe, con trung thực con không được coi cái thẻ ngoài sao, hay hoặc là con là một cái đứa trẻ rất là khiêm tốn, bởi vì con thắng rồi nhưng mà con cũng phải biết cách là khiêm tốn. Tức là trong đồ chơi này nó không chỉ là phát triển trí thông minh, nó còn phát triển cái giá trị sống, và người mẹ cũng phải như một người thầy Montessori. Cái ý tưởng đồ chơi hay quá, và tôi thấy rất thích là bên 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 Hồng đã có những cái đưa đưa những kiến thức khoa học vào tâm lý trẻ nhỏ này, rồi phương các lý thuyết đa trí thông minh này, phương pháp của Montessori này, rồi 12 giá trị sống này, rất quý. Thực sự là các bậc cha mẹ đang 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 rất là cần điều này. Phương pháp để trẻ phát triển tự nhiên là một quan điểm mà như Hồng nói, bà Montessori rất là coi trọng mỗi đứa trẻ như một miếng bọt biển, và nó thu hút mọi thứ xung quanh qua rất là nhiều giác quan. Và đứa trẻ nó càng được tự do vui chơi trong cái độ tuổi của nó, trong cái tâm lý của nó, trong cái sự tự do của nó, thì nó sẽ càng sáng tạo nhất và linh hoạt nhất, vui vẻ nhất. Và đặc biệt là qua qua trò chơi thì mỗi đứa trẻ nó sẽ có thiên hướng khác nhau, nó có tố chất khác nhau. Và cái đồ chơi này mình rất đồng cảm với Hồng, là mình quan sát được con, mình hiểu con. Thực ra thì tôi làm công tác chuyên môn về tham vấn tâm lý ấy, thì tôi luôn luôn coi trọng là không gì bằng mỗi đứa trẻ là một thế giới rất là đặc biệt. Không có bất kỳ một cuốn sách nào, không có một chuyên gia nào mà nói về một đứa trẻ cụ thể mà bằng cha mẹ. Cha mẹ là người quan sát mỗi ngày từ khi trong bụng mẹ cho đến khi lớn lên. Cho nên đứa trẻ nó là đứa cá tính ra sao, nó có năng lực gì. Bây giờ mình là người làm cha làm mẹ rồi, mình lại biết quan sát có phương pháp, mình biết quan sát qua trò chơi, mình lại có tài liệu hướng dẫn trong 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 bộ đồ chơi nữa, thì quý quá. Thì đấy chính là cái cách mà chúng ta đang làm cho tối ưu hóa cái thời gian ở nhà. Đúng là Hồng nói rất đúng, đây là một cái thời gian vàng. Không không có đợt nào mà mình ở nhà nhiều với con như bây giờ, không có đợt nào mình lại được nấu cơm với con, được chơi với con, được học với con, được nói chung là đây là một thời gian mà quý giá để cả gia đình ở bên nhau. Tại sao mình không tận dụng để mình hiểu con hơn, mình chơi cùng con nhiều hơn, mình vui cùng con nhiều hơn, đặc biệt là hiểu con hơn.